Thầy cho con hỏi, sao mình đọc kinh bình thường mà giống như hát vậy? Em thấy em đọc bình thường mà. Em đâu có đọc cái gì khác đâu. Thưa đại chúng á, bởi vì khi chúng ta tụng kinh á thì nó khác với đọc kinh. Khi mình không có thuộc kinh, mình mở ra, mình nhìn vô cuốn sách thì gọi là đọc kinh. Khi mình thuộc lời kinh rồi đó thì gọi là tụng kinh. Nhưng mà khi mình tụng á, nghĩa là mình có âm điệu. Tại sao phải tụng có âm điệu? Bởi vì chính cái âm điệu đó nó có thể giúp cho tâm của mình trở về với cái giây phút tịnh. Và đồng thời cái âm điệu đó cũng có công năng độ cho người khác. Pháp Hòa ví dụ, một người lên thuyết trình mà thuyết trình nghe buồn ngủ. Hỏi sao kỳ vậy, tôi thuyết trình bình thường. Nhưng mà thuyết trình bình thường người khác buồn ngủ thì âm điệu không có, dễ làm cho người ta chán. Như vậy một người lên thuyết trình cũng phải có âm điệu. Và thậm chí trong khi mình thuyết trình, tai phải đưa lên đưa xuống để làm gì? Để biểu lộ cái tâm của mình muốn nói. Ví dụ nói tôi, ngài chỉ vậy đó, kia. Cho nên là mình nói chuyện là mình quơ tay quơ chân á, là mình, cái tai của mình là nó biểu lộ cái nội tâm. Cho nên Phật bắt ấn là biểu lộ của tâm. Ví dụ như Phật gặp mình sợ hãi quá, Phật nói đừng sợ, Phật đưa vậy nè. Đây là cái ấn vô úy. Đây là vấn vô úy. Ví dụ như cái người sợ mình, đừng sợ, đừng sợ, mấy cái tay đưa vậy nè, phải không? Đi vô bệnh viện mà thăm một cái bác bệnh đó, trước khi ra về, bác đừng lo nha, bác sĩ đây hay lắm, mình có phước lắm, mình được ở đây bệnh mà có bác sĩ đưa tay vậy nè, bác đừng lo nha. Bác sĩ hay lắm. Giống như mình không có cái action thì người ta không có cái cảm. Quý vị hiểu ý không? Cho nên tụng á, là để đưa cái âm thanh thánh thiện của mình lên thành âm câu điệu để cho người ta nghe, người ta cảm. Ví dụ mình tụng bài sám hối, con đã gây ra bao lầm lỡ, con đã gây ra bao lầm lỡ, cho nó kia làm cái tư duy. Cái bà kia nói trời làm gì vậy. Nhưng mà nếu mình tụng cái câu đó, con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói, khi làm, khi tư duy. Khi mình sướng lên cái người ta nghe, nó âm điệu đam mê hờn giận và si mê, nay con cúi đầu xin sám hối. Trời ơi, nghe nó vậy ha. Còn nếu mình đứng, còn không mình đứng trên Phật, con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói, khi làm, khi tư duy, đam mê hờn giận và si mê, rồi con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu đó nguyện làm mới. Bà nói khỏi. Mình tụng nó có âm, phải không? Ví dụ như bây giờ mình đi lên cúng cho mẹ, cúng cho cha, mà nếu thầy đó thấy có cái âm điệu, thấy sướng cái bài mẹ cha gì đó, phải không? Mẹ ơi trời đất bao nhiêu tâm con thương mẹ, bấy nhiêu đất trời, trai chú dân trà hiến cúng. Thì cái người đó họ lên rót trà, rót nhẹ nhàng, rồi tâm tư họ nghĩ tới mẹ, con dân trà cho mẹ. Thì cái âm điệu đó nó dẫn người ta đi vào trong một cái cảnh tịnh. Mà mình làm bằng chánh niệm, chứ không phải mình làm bằng một cái hình thức khoe khoang hay là ca hát. Nó tùy theo cái tâm của mình. Quý vị thấy người hát phải truyền, người nghe mới cảm, gọi là truyền cảm. Mình hát không truyền sao người ta cảm được? Mình phải truyền tải cái nội tâm mình đi với bài hát, thì cái người nghe người ta mới cảm được. Cho nên hai chữ truyền cảm là giữa mình với người, chứ không phải mình không. Nói trời, cái anh đó hát nghe truyền cảm quá ha. Không, mình là cảm, ảnh là truyền. Thì mẹ mà muốn nói với con á, ê mày đi đâu dữ mày, mày chết bờ chết bụi đâu giờ này mới về,
Nó đi lên lầu liền. Chờ con đi đâu mấy ngày nay về mẹ không thấy con, mẹ lo quá. Con ăn gì chưa? Cũng cái câu nói đó, mình chuyển cái cách, chuyển cái tone. Con đi đâu mẹ lo quá, mẹ ngồi mẹ chờ con từ khuya tới giờ. Tự nhiên đứa nhỏ nó cảm xúc, lần sau mẹ đừng có chờ con vậy nên mẹ đi ngủ đi. Hoặc là nó hối hận lần sau nó đi xa, nó nhớ mẹ mình chờ. Mày chết bờ chết bụi đâu mà mới về, thì mày đi luôn đi. Cái âm đó đó, cái thon đó đó, nó dẫn ở trong đầu nó đó. Mai mốt nó đi, nó nói bà già tôi đâu có trông tôi, bà nói tôi đi luôn đi. Quý vị thấy không? Cho nên cái thon, cái cách mình nói nó lưu trong tâm cái người đó, thì người đó mai mốt có làm gì nhớ cái âm đó mà trở về. Quý vị hiểu ý mà nói vậy không? Cho nên tụng là mình âm mình sướng lên. Hồi xưa Phật mà thuyết pháp á, chư thiên xuống rải hoa, hát nhạc, đánh đàn. Mà chư thiên là gì? Sự hân hoan của đại chúng. Ví dụ như nãy giờ Phú Hòa chia sẻ, đại chúng thấy gì mà hay, hân hoan, vui vẻ, là quý vị đang tấu nhạc, quý vị đang rải hoa. Thậm chí lâu lâu quý vị vỗ tay, đó là tán rải hoa cúng dường đó. Đó, chư thiên là về rải hoa cúng dường là ý đó vậy đó. Vậy quý vị được thông chỗ này chưa? À, kệ không thông cũng già đại đi cho nó hết giờ. Sao nhiều quá em. À, chúng con biết rằng đến chùa mình chỉ cần biết Phật và theo pháp của Phật. Như vậy vào chùa cũng rất là hoành tráng hình thức, nhưng theo thiện ý của con, chùa dùng quá nhiều thời gian quảng cáo bầu xô. Như vậy chúng con vẫn tiếp tục support chùa không? Biết chùa làm quấy mình vẫn support, vậy mình có vô minh không? Thôi mình hỏi mình trả lời luôn đi. Thưa đại chúng, là cái gì cũng do mình, tùy cái duyên mình nhận. Ví dụ như á, ở nơi đó người ta cần tài chánh, thì nếu mình cảm thông cái mình đứng ở phương diện là đơn giản theo thế gian, một ngôi cơ sở ở đây đều phải có sự chi phí của nó. Nếu mình thông cảm theo cái nhìn bình thường của thế gian thì mình có thể thông cảm được. Còn nếu mình nhìn ở một cặp mắt là xuất thế Phật Pháp thì mình nói chùa cũng làm được cái này. Thấy không? Còn nếu mà chúng ta nhìn đơn giản bình thường, chùa là một cơ sở hướng thiện cho con người. Mà muốn cơ sở có thì buộc lòng phần tài chánh duy trì phải có. Thì các chùa phải làm cái gì đó để có cái nguồn tài chánh để run. Nghĩ đơn giản thì tự nhiên mình có thể chấp nhận được. Còn nếu như không, thì mình không đồng tình phải không? Mình không đồng tình ở phần nào, mình có thể tạm gác phần đó. Nhưng ở mặt khác, chùa đó có những phần khác mình có thể tham dự, thì mình có thể tham dự được. Cũng giống như Pháp Hòa hay thưa với đại chúng là quý vị đi tìm minh sư vậy đó. Có nhiều Phật tử hỏi sao mình gặp được minh sư đó. Thì Pháp Hòa có thưa như thế này: mỗi một thầy có thể có một cái hạnh để mình học theo. Mình hãy tìm cái sáng ở nơi vị đó, chứ đừng có đi tìm cái sáng trọn vẹn ở một con người, là gì hiếm lắm. Chúng ta chỉ là phần giác chứ chưa giống như Phật là toàn giác. Thì bây giờ á, người nào sáng ở phần nào mình nhận phần đó, minh sư mà. Thì cái vị đó sáng ở cái hạnh nào, mình nên theo cái ánh sáng hạnh đó mình tu thôi. Rồi mình gom hết các bậc đạo sư mình tiếp đó, cuối cùng mình là người lời, là vì mình có nhiều cái nguồn ánh sáng từ các vị cho mình. Còn mình đi cầu một cái vị nào trọn vẹn thì có lẽ hết đời này mình cũng không tìm ra. Quý vị nhớ câu chuyện á, ở bên Trung Hoa ở có một cái núi tên là Ngũ Đài, chúng ta thường gọi là Ngũ Đài Sơn. Thì người ta thường nói rằng á, Đức Văn Thù Sư Lợi hóa thân ở tại núi Ngũ Đài. Thì có một người đệ tử của ngài Đỗ Thuận bỏ thầy mình chạy lên núi Văn Thù để tìm ngài Văn Thù.
Tiền Vũ Đài. Thì khi lên tới chùa đó mới hỏi rằng con đi tìm Ngài Văn Thù. Thì các vị trên đó trả lời: ô, Ngài Văn Thù không còn ở đây nữa, Ngài đi về với phố, dưới phố, đi vô ngôi chùa đó, chính là Ngài Pháp Sư Đỗ Thuận đó. Người đệ tử nghe xong lật đật chạy về, không ngờ thầy mình là Văn Thù quá thân ở trong chùa mình mà mình không biết. Khi chạy về thì Ngài Đỗ Thuận đã viên tịch, thì người đệ tử đó cũng mất cơ hội quỳ dưới chân thầy mình để nói với thầy mình: con kính trọng thầy. Thí dụ vậy. Thì qua câu chuyện đó thì Pháp Hòa cũng xin thưa, trong cuộc sống của chúng ta, nhất là cuộc sống hiện tại, chúng ta cần, rất cần cái cảm thông để cuộc sống mình nó luôn luôn nó tốt. Ai xung quanh mình á, nếu mình đem cái cặp mắt chánh niệm mình nhìn, cũng có phần nào để mình cảm thông hết á. Vì mình có cảm mình sẽ thông, còn mình không cảm được cái gì hết thì tất cả đều bế tắc. Thôi thì bây giờ á, phần nào quý vị cảm thông được thì quý vị cảm thông, không được thì chưa chắc đó là sai. Thôi mình không, chưa đồng tình, chưa ủng hộ được thì ủng hộ phần khác. Còn nếu không làm được thì thôi im lặng chứ không có bài xích. Lỡ mình phạm cái lỗi, mình nói quá cái điều đó mà nó không đúng thì có cái lỗi. Quý vị nhớ một câu như thế này: thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái ý của bậc thánh sâu dày lắm, tâm người phàm mình khó mà so được, khó mà lường được. Ngồi đây ai phàm ai thánh đâu biết. Nhiều khi ta ngồi dưới đất vậy mà ta là thánh, mình ngồi trên bàn đây mình là phàm, không biết được đâu. Thành tử ra thôi thì mình học hạnh của Ngài thường bất khinh, cung kính lễ từng phàm phu tục tử.